TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Sân vườn giờ đây thể hiện một tính rất quan trọng trong không gian sống của con người, và đặc biệt trong năm 2020 sắp tới, thời điểm mà chúng ta cần phục hồi năng lượng và tiếp nhận sự kết nối mang tính chữa lành từ tự nhiên một cách sâu sắc hơn. Vật liệu thân thiện với môi trường. Với mật độ đô thị hóa ngày càng cao, không phải ai cũng có quá nhiều diện tích dành cho khu vườn của nhà mình. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ từ bỏ xanh hóa không gian sống của bản thân. Vườn đứng là ý tưởng tuyệt vời mang màu xanh vào không gian của bạn, cũng như làm sống lại những mảng tường bê tông vốn khô cứng. Không gian thông minh trên sân thượng. Ngày càng nhiều cư dân thành phố tìm kiếm những cách thức khác nhau để cải thiện không gian và đưa thiên nhiên vào ngôi nhà của mình. Hãy bắt đầu xanh hóa khoảng trống trên sân thượng bằng việc trồng các loại rau thủy canh, vừa tạo nên một khu vườn trên mái để thư giãn riêng. Sau một ngày bận rộn, vừa tự cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho gia đình, vừa góp phần phát triển môi trường bền vững. Phân bổ ánh sáng trong vườn. Thật tuyệt vời nếu bạn sở hữu một khu vườn đầy đủ ánh sáng mặt trời vào ban ngày và nguồn năng lượng tự nhiên và không tốn chi phí. Tuy nhiên, để có thể tận hưởng không gian trong vườn một cách trọn vẹn vào các thời điểm khác nhau trong ngày, bạn vẫn cần bổ sung thêm hệ thống chiếu sáng vào ban đêm. Sử dụng đèn chiếu điểm đổi màu hoặc treo đèn dây sẽ làm không gian vườn nhà bạn trở nên lung linh hơn, và đặc biệt là những bữa tiệc tối trong vườn nhà.